Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì mình là một admin ở bên cái trang tin tức V cộng mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về hai cái mà mọi người thường hay hỏi. Cái thứ nhất là giá trị sau may, giá trị của pi là gì? Cái thứ hai là động thuận pi sau mainnet. Đấy, nhiều người người ta hỏi là giá pi bao nhiêu hay là giá pi như nào hay là cách thức đồng thuận ra sao, thì hôm nay mình sẽ trả lời cho mọi người nhé. Và một điều nữa thì có rất nhiều người hỏi là pi có lên sàn hay không, thì ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào luôn nhé. Thì bây giờ mượn cho mình xin chút thời gian này, nếu mọi người thấy page cập nhật tin tức hay ấy thì mọi người sẽ vào cho mình cái phần là đánh giá mọi người nhé, cái đánh giá này thì mọi người đánh giá giúp mình với nhé. Này, đánh giá như các bạn này đấy. Thì mọi người cứ đánh giá theo quan điểm của mọi người nhé. Mình không bảo mọi người đánh giá 5 năm trên 5 đâu. Thì mọi người đánh giá theo quan điểm của mọi người. Thấy tốt, hữu ích thì mọi người đánh giá. Còn không ấy thì mọi người sẽ nhắn tin lên trên page và đề xuất với chúng tôi những cái lỗi mà chúng tôi gặp phải để chúng tôi hoàn thiện hơn mọi người nhé. Ok. Và video được mọi người thấy hay ấy thì hãy cho chúng tôi xin một like và một đăng ký kênh mọi người nhé. Và bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Và video tiếp theo mình sẽ nói về mà Mimicoin nhé. Đấy, ok. Mimicoin của Pi mọi người nhé. Đấy, ok, tiếp tục nhé. Bây giờ mình sẽ vào chủ đề chính luôn. Đây, giá trị của Pi đồng thuận giá trị ra sao? Đây, đầu tiên là lộ trình hình thành giá đồng thuận của Pi coin mọi người nhé. Mà mọi người có thể hỏi mình trên fanpage nhé mọi người nhé. Đấy, hoặc trên Telegram. Nick Telegram của mình là Telegram. Phần Đức 22 mọi người nhé. Ok. Thì cái lộ trình hình thành giá đồng thuận của Pi ấy, đối với một mình ấy thì nói chung là chỉ cần Pi là đủ, nhưng mà mình có rất chơi rất nhiều các loại đồng tiền khác ấy. Mình cũng là một người là tham gia crypto cũng khá lâu rồi, và mình nhờ Pi mà mình biết biết tới crypto nhé, chứ không phải là nhờ kiếp chứ không phải là nhờ crypto mà mình biết tới Pi đâu. Đấy. Thì hiện tại trong trong hơn 2 năm qua thì Pi nó không đem lại cho mình một nguồn thu nào hết, mà nó đem lại cho mình một cái giá trị vô hình. Là sao? Là nhờ Pi mà mình quen biết được rất nhiều người đàn anh giỏi, là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là mình biết tới cái thị trường crypto, và từ Pi mình cũng biết kiếm tiền ở trên mạng. Và thực ra là mình kiếm tiền ở trên mạng nhiều hơn ngoài đời, tại vì ngoài đời ấy thì mình làm được ít tiền lắm, hầu như là mình kiếm tiền ở trên mạng. Đấy, và toàn các dự án kiểu gọi là mà người dân Việt Nam người ta hay gọi là tiền ảo ấy. Đấy, nhưng mà mình lại kiếm tiền được tiền thật. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào luôn nhé. Thì mình muốn nói rằng là Pi ấy nó chỉ là một trong nhiều loại tiền điện tử ở trong thế giới crypto thôi mọi người nhé. Nếu mà thế giới này ấy, mà không có Pi coin ấy, nó sẽ không làm cho các loại tiền điện tử khác biến mất, và nó sẽ không làm cho NFT biến mất đâu nhé mọi người nhé. NFT thì nó là một dạng gọi là kiểu là vật phẩm ấy, vật phẩm kiểu là được mã hóa trên blockchain ấy, giống như kiểu là một bức tranh ảnh. Ví dụ là cái bức ảnh ở trên Facebook đi, thì mình sẽ mã hóa nó bằng blockchain và nó chỉ có cái bức ảnh duy nhất thôi. Đấy. Còn đâu coin khác với NFT, cái NFT ấy thì nó sẽ là một vật duy nhất, nó sẽ không tách rời được. Còn đâu coin thì mình vẫn chia được số đúng không? Ví dụ là mình có một Bitcoin thì mình vẫn chia được là 0,5 hay 0,1 ấy. Nghĩa mình chuyển đi chuyển đi ấy. Còn đâu NFT thì nó sẽ là một một vật phẩm, nó sẽ không tách rời được. Đấy. Và nó sẽ không biến mất đâu mọi người nhé, nó mã hóa phân tán mà mọi người phi tập trung. Mà nếu bạn tham gia vào Pi Network, bạn đang tham gia vào thế giới blockchain và tiền mã hóa, ok, rồi bạn sẽ thấy rằng thế giới blockchain và mã hóa lớn nhất không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. Thì hiện tại là blockchain nó ngày trước nổi ở năm 2009, đời ấy là nổi từ Bitcoin ấy. Đấy, từ Bitcoin thì mọi người thì mới biết đến blockchain mọi người nhé. Đấy, Bitcoin chạy trên nền tảng của blockchain mọi người nhé.
Đấy. Nếu bạn thậm chí không thể sử dụng ví và sàn giao dịch được, mã hóa có nghĩa là các bạn không sử dụng giao dịch trên các sàn đúng như kiểu sàn Binance hay là mấy cái sàn DeFi ấy. DeFi là mấy cái sàn phi tập trung, còn đâu mấy cái sàn Binance hay là MXC hay là sàn Huobi ấy thì mấy cái sàn đấy là sàn tập trung mọi người nhé, được quản lý bởi bên thứ ba, còn đâu cái sàn DeFi ấy thì là nó là một cái dạng là phân tán, gọi là nói chung là cái đấy là do cái đấy là phi tập trung, không ai quản lý hết, nó là một cái sàn gọi là mọi người tự đưa cái thanh khoản vào xong rồi nó tự kiểu là nó tự mình tự mua bán với nhau ấy đấy, thì cái blockchain ấy thì nó làm trung gian luôn chứ không ai quản lý được hết, nên cái độ an toàn của nó cao nhưng mà chắc chắn nó sẽ có rủi ro, nói chung là sẽ có rủi ro chứ không cái gì đó chắc chắn hết. Và tiếp theo, bạn sẽ kiếm tiền bằng cách nào trong tương lai? Bạn có thực sự nghĩ rằng mọi người vẫn đang nắm giữ Bitcoin không? Sẽ luôn có những người sẽ trao đổi các loại tiền điện tử bản địa như Bitcoin và ETH. Sẽ luôn có những người sẽ đổi lấy token NFT duy nhất. Sẽ luôn có những người sẽ đến sàn giao dịch để tham gia vào thị trường thứ cấp. Thị trường thứ cấp là mấy cái sàn mà mình vừa bảo ấy, Binance hay là Huobi hay là MXC. Và sẽ luôn có những người tham gia vào các loại DeFi khác nhau. DeFi là mấy cái sàn mình bảo là cái sàn phi tập trung ấy, như kiểu là sàn Uniswap này hay là PancakeSwap hay là cái sàn SushiSwap, vân vân vân. Nói chung là một một cái dạng là blockchain riêng ấy, như kiểu là Bitcoin, ETH hay là Binance, nó sẽ có một cái sàn DeFi riêng mọi người nhé, dành cho cái chuỗi mạng đấy. Ở giai đoạn này chỉ là do KYC chưa được phát hành trên quy mô lớn, là cánh cổng đầu tiên cho việc hình thành giá đồng thuận Bitcoin. KYC sẽ công bố quy trình hoạt động vào tuần tới. Chỉ bằng cách đập đi, bạn mới có thể chạy. Và chỉ sau khi vượt qua cấp độ đầu tiên, bạn mới có thể tham gia xây dựng hệ sinh thái. Có nghĩa là chúng ta phải là KYC để chúng ta mới có thể là giao dịch được Pi mọi người nhé. Khi KYC xong thì nó sẽ trả Pi về ví, không không phải trả Pi về ví mà chúng ta sẽ có, nó sẽ được đưa vào cái phần khả dụng ấy, thì chúng ta sẽ nó có, sẽ có một cái nút gram và chúng ta sẽ gram về ví nhá. Trước khi mọi người gram về ví, hãy xác nhận lại, mọi người có thể là mọi người có thể ví dụ là mọi người đang xuất cái ví Pi ra, mọi người nhập lại mật khẩu đấy xem có đúng như vậy không. Nếu mà mình nhập sai hay là mình quên ấy thì mình có thể tạo ví Pi mới xong mình claim về thì nó sẽ an toàn hơn. Không nên claim vội vàng mọi người nhé. Đấy. Theo lời khuyên của mình là như vậy. Để tránh tình trạng là mất Pi, gọi là người ta gọi là mất tiền oan ấy. Có người ta cũng có câu là mất tiền ngu ấy, đấy. Ok, thì Pi sẽ KYC sẽ công bố quy trình hoạt động, là có nghĩa là họ sẽ công bố cái quy trình hoạt động để demo ấy trước cho mọi người. Đấy, để mọi người biết, để mọi người chuẩn bị. Tất nhiên, tôi biết rằng điều bạn quan tâm không phải là KYC mà là giá đồng thuận trong khoảng thời gian đóng mạng sau KYC. Có nghĩa là trong khoảng thời gian đóng mạng ấy, có nghĩa là sau KYC ấy thì lên mạng kín ấy, mạng mainnet kín ấy thì mọi người có thể là giao dịch được và bắt đầu đồng thuận từ đây mọi người nhé. Các kịch bản sau sẽ diễn ra này. Một, mua hàng, nhiều người tham gia đổi hàng trên các hệ sinh thái và lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác thanh toán khi mua sắm bằng tiền điện tử, nó thật sự là tuyệt vời phải không? Cái này là rất tuyệt vời mọi người nhé. Tại vì sao? Tại vì là những người mà không tham gia cờ 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 crypto ấy, hầu như Pi nó cũng là cũng chiếm nhiều phần trăm là mọi người là không biết cái gì đến cờ crypto. Đấy. Thì mọi người tham gia bằng mua chính chính mua bằng những cái đồng tiền ảo mà mọi người hay nói ấy, thì mọi người thấy rất vui và thấy rất tự hào. Đấy. Tự nhiên rơi dính đầu cướp chim với cả nước mưa. Đấy. Có phải ngon không? Tự nhiên được mua bằng tiền ảo, được đồ thật. Đấy là điều quá tuyệt vời luôn. Thứ hai, nhận ra này, nhiều người sẽ thực hiện các giao dịch không cần kê đơn cho dù họ đang bán tiền xu hay tài khoản riêng tư. Và
và lần đầu tiên trải nghiệm hương vị của việc thực hiện giao dịch không cần kê đơn. Có nghĩa là cái đấy mọi người mua sắm mọi người không cần phải là không phải gọi là cầm đơn điếc gì nhé. Cái này là mọi người giao dịch ở trên blockchain. Ví dụ là mọi người muốn muốn Mopi ở một trên cái app trang thương mại nào đấy thì mọi người cũng giống như ngân hàng thôi, mọi người sẽ chuyển tiền cho họ xong rồi ấn xác nhận. Xong rồi mọi người sẽ nhận hàng về, hoặc là mọi người có thể là chờ hàng về thì mọi người sẽ chuyển đến cho họ. Hoặc là trên những các trang thương mại điện tử có web 3.0 ấy, hay là nó áp dụng cái công nghệ blockchain vào đấy ấy, thì nó sẽ được blockchain trung gian chứ nó sẽ không qua bên thứ ba đó mọi người nhé. Nên mọi người sẽ an toàn hơn khi giao dịch P2P. Đấy, còn đâu mấy cái kiểu trang web mà nó không có nguồn gốc xác định hay là nó không có gọi là uy tín ấy thì mọi người không nên giao dịch ở trên đấy. Giao dịch ở trên đấy thì rất chắc chắn là scam sẽ chiếm 70 đến 80%. Chứng minh ba nhá, chứng minh này, do giá cả đồng thuận nên Pioneer có thể quảng bá tốt hơn, đặc biệt là có thể chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Có nghĩa là nếu mà Pi thực sự có giá ấy thì mọi người chắc chắn là mọi người sẽ đi quảng bá đến như kiểu là đến rep hay là đến người nhà của mình để họ tham gia, để họ kiếm tiền bằng Pi. Và họ và khi có giá ấy thì các pioneer thì họ có thể là chứng minh cái lựa chọn của họ là đúng. Và mình thấy rất nhiều ở cộng đồng Việt Nam ấy, ngay cả mình đây, thì nói chung là người nhà người ta chả ai tin đâu. Bao giờ Pi nó có giá ấy, thì mình mới chứng minh được cái lựa chọn của mình là đúng. Đấy, thì là như vậy. Giá đồng thuận được hình thành như thế nào trong giai đoạn này? Bước đầu tiên là quyền tự quyết định về mặt hệ sinh thái, đặc biệt là trung tâm mua bán hàng hàng cho hàng đổi hàng này, cho dù đó là một trung tâm mua sắm đặt làm riêng như Palita này, Palita Internet này, hay là Lycomai này, hoặc là một thỏa thuận chung giữa một số trung tâm. Thị trường thử nghiệm ban đầu là hỗn loạn, chúng ta cần chung tay phát triển, cái gì cũng sẽ có lúc này lúc kia vì cuộc sống không hề hoàn hảo hay là thích nghi với nó. Cái mới sẽ thay thế cái cũ, và cái mà tôi gọi hỗn loạn ở đây ấy, là sự bùng nổ của thị trường kỹ thuật số nói chung và Bitcoin nói riêng mọi người nhé. Tại vì sao gọi là hỗn loạn? Tại vì là cái đấy nó quá mới mẻ. Nó sẽ làm gọi là cái sóng FOMO, có nghĩa là các trang báo hay các thông tin tức ấy sẽ liên tục đưa tin về cái thị trường crypto nói chung và Pi nói riêng khi nó đã thành công. Và tất cả mấy cái gã khổng lồ lớn ấy hiện tại ấy, nó đang đi theo hướng công nghệ rồi. Nên cái này nó cũng hiện tại là Pi không còn gọi được là cơ hội nữa, mà nó đang gọi là lộ diện dần dần rồi. Và càng ngày lại càng khai thác ít Pi hơn. Đấy. Bước thứ hai là hướng dẫn chính thức. Tất nhiên sẽ không bao giờ đặt giá một cách rõ ràng, nhưng sẽ không để giá siêu thấp hoặc siêu cao. Vì vậy sẽ hướng dẫn hệ sinh thái hoặc gợi ý sinh thái, sau đó quan sát phản hồi của người dùng. Vẫn câu nói đó, cung thấp cầu cao thì giá trị đi lên. Có nghĩa là hiện tại là Pi nó có hơn 30 triệu người. Đây là một con số mà chưa thấy dự án tiền kỹ thuật số nó đạt được mọi người nhé. 100% chưa cái dự án tiền kỹ thuật số nó đạt được. Đây là một con số lớn mà đồng Pi nó có lợi thế về cộng đồng mọi người nhé. Đấy, khi cung thấp mà cầu cao ấy thì giá trị nó sẽ đi lên thôi. Càng nhiều người đồng thuận Pi này, càng nhiều người giao dịch thì 100% Pi nó sẽ có giá khả quan mọi người nhé. Nói chung là mọi người cứ nhìn vào thực tế ấy, thì Pi nó giao dịch là khá nhanh và người chạy nó đấy cũng khá nhiều. Vì vậy sẽ hướng dẫn sinh thái này. Ok. Bước thứ ba, trò chơi thị trường này. Lưu ý rằng thị trường này không phải là thị trường thứ cấp.
trên sàn giao dịch mà là thị trường định giá đồng thuận cho hàng đổ hàng. Có nghĩa là đây là cái thị trường mà mọi người có thể là định giá đồng thuận mọi người nhé, chứ nó chưa lên sàn đâu mọi người nhé. Cái giai đoạn kín này nó chưa lên sàn. Ví dụ thị trường hàng đổi hàng có giá 1 đô, những người tiên phong không mua và không ai mua. Có nghĩa là thị trường, có nghĩa là ví dụ là A, ví dụ nhé, A đồng thuận 1 đô đi, nhưng mà người tiên phong hay là người mua thì người ta lại không ai mua hết, người ta lại không đồng ý. Khi đó giá trung tâm mua sắm là 5 đô và sau đó có hàng đầu hàng, chắc chắn là khi giá thấp quá thì người ta sẽ không đồng ý và chỉ có một số ít người thôi. Còn đôi khi giá càng cao ấy, thì người ta lại càng đồng thuận nhiều. Đấy, thì dần dần giá trị nó sẽ ly lên. Và sau đó có hàng đổ hàng. Tiếp đó tăng lên 10 đô, giá miễn phí sẽ dần ổn định khi người dùng chấp thuận hay không. Có nghĩa là pi miễn phí, giá của nó sẽ dần ổn định khi người dùng chấp nhận đồng thuận hay không. Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi, nếu giá 100 đô mà không ai mua thì sao? Không thể mọi người nhé, bởi vì là có hai loại người này. Một, loại người đầu tiên. Người đầu tiên này trả tiền cho người bán, phải hy vọng rằng giá Bitcoin thấp trong mắt người bán, bởi vì bằng cách này hàng hóa mới có thể đổi lấy nhiều Bitcoin hơn. Đấy, vì vậy giá của người bán và giá thầu của người dùng là một trò chơi và cả hai đều muốn tối đa hóa lợi ích. Ví dụ là người muốn gom pi ấy, thì người ta lại muốn pi rẻ để người ta gom được nhiều, và người mà muốn bán pi ấy, thì người ta lại muốn bán giá pi cao nhất để người ta có lợi nhuận nhiều hơn. Đấy, nói chung là cái này là người ta phải tối đa hóa cái lợi ích của hai bên đấy. Đấy, người nào cũng có, người A cũng có muốn lợi nhuận của người A, người B có muốn lợi nhuận của người B, nhưng mà cuộc sống này nó thật sự là không hoàn hảo, nên không bao giờ có cái chuyện mà mình muốn mà nó sẽ thành hiện thực đâu, trừ khi bạn là một người có gọi là cái tầm tầm gì đấy, như kiểu đại gia hay là tỷ phú chẳng hạn. Thì đây là trò chơi thị trường, nhưng trò chơi này được thực hiện thông qua việc định giá hàng hóa. Đấy, cái này là đồng thuận mọi người nhé. Loại người thứ hai là đi tiên phong nhanh chóng. Vì Bitcoin được miễn phí nên đối với một số người tiên phong ấy, dù giá bao nhiêu cũng là điều tốt cho họ, miễn là có thể nhận ra. Dù là tâm lý hay kinh tế, những người này quảng cáo giá rẻ của Bitcoin bắt đầu được lưu hành. Có nghĩa là những người, cái loại người thứ hai ấy, là những người mà kiểu bán tháo ấy, người chả biết giá trị gì của pi, hay người ta không biết là giữ đồng pi, người ta sẽ bán giá rẻ cho những ai mua đồng pi mọi người nhé. Đấy, có thể là 0,1 đô hay là 0,5 đô người ta bán tất đấy, tại vì là tư duy của người ta là chỉ muốn gọi là ăn nhanh thôi, người ta không có cái tính kiên nhẫn. Sau đó một lần nữa bạn hỏi giá đồng thuận sẽ ổn định trong bao lâu, phụ thuộc vào một số yếu tố sau mọi người nhé. Một, quy trình KYC và sự lưu thông của Pioneer sau khi khóa số pi để tăng tốc độ khai thác. Có nghĩa là quy trình KYC như thế nào và có vượt qua được tất cả hay không, và sự lưu thông của Pioneer ấy, có nghĩa là cái đồng pi được lưu thông sau Binance ấy. Tại vì là mọi người hầu như là mình thấy là khóa khá nhiều ấy. Đấy, thì cái đồng tiền được lưu thông ấy thì nó sẽ là rất ít, có thể là thấp mọi người nhé. Cái thứ hai, khả năng mang theo và tần suất thanh toán của hàng đổi hàng sinh thái. Có nghĩa là cái thứ hai ấy, là hệ sinh thái có mạnh hay không, tốc độ xử lý giao dịch của Pi có nhanh hay không, có đáp ứng được cái nhu cầu của người dùng hay không. Đấy. Cái thứ ba, quyết định chính thức liệu có thể được niêm yết trên sàn giao dịch với mức giá đồng thuận mà không bị ảnh hưởng quá bởi thị trường thứ cấp hay không. Bất kể nó kéo dài bao lâu hoặc giá bao nhiêu, giá đồng thuận đóng cửa sẽ kết thúc sau cuộc trao đổi trong năm nay, và sau đó nó sẽ chuyển sang trạng thái thị trường thứ cấp
và tham gia cuộc chơi chính thực. Tham gia cuộc chơi thị trường thực mọi người nhé. Ok, thì mọi người bây giờ mình xin kết thúc video đấy nhá. Nếu mọi người thấy video hay, hữu ích thì cho mình xin vào một like và một đăng ký kênh mọi người nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé. Bye bye.